Thành ủy Đà Nẵng ban hành công văn số 173 về việc tổ chức Tết năm 2021. Theo đó, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 48 của Ban Bí Thư gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đảng 3 tháng 2. Trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu chương trình kế hoạch năm 2021. Các cơ quan đơn vị địa phương chủ động kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa 11 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây thiết thực, an toàn tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết.